Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ giới thiệu cho anh chị một cái căn nhà nha, y chang cái biệt thự luôn anh chị. Đó, với diện tích ngang 8m, dài 22m nha. Vị trí là đường thông luôn nha anh chị, đường thông xã Hồng Riêng. Và ở đây nè thì con đường mình nó đi về hai hướng luôn nha anh chị ha. Đó, gần với chợ Bình Chánh, ra sau lưng chợ Bình Chánh luôn. À, nguyên một cái dãy nhà thì hiện tại thì chỉ còn căn này và căn bên đây nha anh chị. Cái căn này dự định ban đầu á là chủ nhà định xây ở nha anh chị, cho nên là xây cực kỳ tâm huyết trong đây luôn nha anh chị ha. Đi với một cái kiểu dáng là một trệt một lầu và với bề ngang rất rộng, cho nên là cái mặt tiền làm rất là hoành tráng luôn nha anh chị. Đó, bề ngang rất rộng, mặt tiền làm rất là hoành tráng luôn. Ở đây thì có hai lớp cổng, như hai bên cổng luôn nha anh chị. Đó, hai bên cổng, một bên đó thì để xe đậu ô tô đi ra vô nha, với một cái hệ cổng bốn cánh nha anh chị, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đó, trong phía bên đây thì sẽ có một cái chỗ đậu gara ô tô nha, có mái che sẵn cho mình rồi. Hiện tại thì đang cúp điện nè, vì thời gian không có cho nên là Thành Vũ phải quay luôn nha anh chị. Đó, ở đây thì cái lối bên đây thì trang trí cây cành này kia đồ cho anh chị luôn. Đó, và cái nền nhà, nguyên cái sân nền nhà mình sẽ được làm cao hơn so với phần đường rồi nha anh chị ha. Ở đây đi ra chợ Bình Chánh chỉ khoảng 2-3 phút thôi anh chị, rất là gần luôn. Và cái cửa cổng trước cửa nhà mình thì cũng dùng một cái hệ cổng hai cánh nha anh chị. Đó, bên kia bốn cánh, bên đây hai cánh để cho lối đi bộ vào thôi. Và cái tam cấp của mình thì làm rất là dài và dẹt nha. Trên đây thì trồng cây luôn. Chỗ này bật đèn lên thì ban đêm nó rất là lung linh luôn nha anh chị. Đèn dây, đèn led rồi đèn lon này kia đâu nữa. Chỗ này gia chủ trang trí cho mình một cây mai rất là bự luôn nha anh chị ha. Khoảng sân nhà rất là thoáng, rất là chỉnh chu, rất là bài bản luôn nha anh chị. Đó, trên thì làm chặn gỗ rồi, mái hộp và được sơn có màu rất là nhu nha. Màu này cũng không biết tên là màu gì nhưng mà rất là đẹp bên ngoài nha anh chị. Đó, cửa thì dùng hệ cửa nhôm xin pha nha, rất là dày luôn anh chị. Và có thêm cái rèm âm bên trong nữa nè nha. Đó, một cái rèm tránh một cái rèm bên trong luôn. Đó, rất là hiện đại nha anh chị ha. Một cái rèm âm phía bên trong luôn. Đó, mở ra mở vô được luôn. Rồi, đây là không gian phòng khách của căn nhà mình đây. Một không gian phòng khách cũng rất là rộng luôn anh chị. Đó, một hệ tủ dọc dài từ trước ra đằng sau luôn. À, tủ cánh kính nha. Phía trong đây thì có đèn led hết nha anh chị. Trên thì trần lõm phong thạch cao, dọc dài lối liên thông luôn. Đó, không gian phòng khách của mình được chia thành hai khu. Ở giữa thì đá hoa cương đen nha. Phía sau này thì cũng ốp những cái tấm ốp than tre cho mình rồi anh chị. Những cái tấm ốp than tre đã làm sẵn cho mình rồi nha. Đó, rồi, một cái lối ra ngoài sân được làm phủ kính luôn nha anh chị. Phủ kính nguyên khu như thế này thì tạo ra một cái không gian rất là mát. Và bên ngoài thì gia chủ trồng một cái cây sứ cho mình nữa nè. Đó, rất là ok nha anh chị ha. Đây, cùng Thành Vũ ra ngoài. À, cái chỗ này thì gió nó lộng vô nha anh chị. Gió lộng vô rất là mát luôn. Làm sẵn khung lưới lan bên trên luôn nha anh chị. Đó, thật sự rất là mát và thoáng luôn. Đó, rồi. Một cái quách tivi cũng để ở bên đây nha. Nếu mà về mình chỗ một cái sofa ở đây nè, phía sau thì khung cảnh này kia đồ nhìn cũng rất là ok anh chị ha. Rồi, đây là không gian bếp nhà mình đây. Một cái hệ tủ bếp rất là hiện đại luôn anh chị. Tủ bếp thì mình được sơn acrylic hết nha. Đó, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Bên trên thì trang trí cho mình hệ đèn gây đầy đủ cho mình nha anh chị. Một hệ đèn gây rất là dài, dọc dài từ trước ra đằng sau. Và có luôn một khoảng sân sau. À, nhà vệ sinh đây. Nhà vệ sinh thì được chia làm hai khu luôn nha. Nhà vệ sinh rất là rộng, được chia làm hai khu cho mình luôn. Một khu là khu lavabo nè, có cửa cho mình rồi nha anh chị ha. Rồi, vòi hoa sen nóng lạnh đầy đủ ha. Rồi thêm bồn cầu nguyên khối nữa. Đó, đầy đủ công năng cho mình luôn nha anh chị ha. Bên đây thì không gian bếp nha mình thì cũng trang trí một hệ kính gương ghét nha anh chị, rất là dày dặn luôn. Rồi, bây giờ cô chú anh chị cùng mình Vũ lên lầu để khám phá những không gian tiếp theo nha. Đây, lối cầu thang nhà mình đây anh chị, được trang trí bởi những cái cây lam này nha anh chị. Những cái cây lam gỗ nhìn cũng rất là hiện đại. À, nhìn rất là hiện đại nha anh chị ha. Bên trong những cây lam gỗ nha. Rồi, dọc bên đây thì làm những cái tấm ốp PVC cho mình rồi anh chị. Và bên đây thì mình lót gạch giả gỗ nha anh chị. Dọc dài từ trước ra đằng sau luôn. Có một cái lối sinh hoạt chung ở giữa đây. Đó, không gian sinh hoạt chung nha. Rồi, dùng hệ cửa gỗ luôn nha anh chị. Dùng hệ cửa gỗ luôn. Đó, đầy đủ công năng cho mình. Và riêng với lối cầu thang mình thì dưới mặt tiền mình sẽ trang trí cho mình nguyên cái hệ kính rồi, làm căn nhà mình nó thoáng và sáng hơn nha anh chị. Và đây là không gian phòng ngủ đây. Đây, không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ thì có nhà vệ sinh bên trong luôn anh chị. Và những nhà vệ sinh này thì được lấy sáng rất là đẹp ha.
À, lấy sáng á, có cửa sổ lấy sáng cho mình luôn đó, đầy đủ công năng nha anh chị. Bồn cầu nguyên khối rồi hả, sen lavabo đầy đủ, và không gian phòng ngủ có luôn cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài nữa nha anh chị ha, đầy đủ công năng cho mình rồi. Rồi tiếp theo nè, thì bên ngoài này mình sẽ có một cái căn phòng, phòng ngủ master nha, rất là rộng luôn, nguyên một cái hệ nhà vệ sinh làm bằng kính không nha anh chị, có bồn cầu nguyên khối, vòi hoa sen lavabo đầy đủ cho mình luôn, và nguyên hệ giường này nhìn ra cái ban công phía bên ngoài luôn, và có những cái cánh tủ luôn nha anh chị, tủ bếp này kia đồ đầy đủ, à tủ đầy đủ, không có bếp lộn. Đây đó, hệ tủ mình thì dùng hệ kính luôn nha anh chị, kính màu, và có luôn một cái ban công ngoài này đó, một cái ban công ngoài này rất là rộng ha, có lối lên cầu thang để mà mình đi lên trên để cho tiện sửa chữa này kia nha anh chị ha, đầy đủ công năng rồi. Rồi bây giờ cô chú anh chị còn ngủ ra phía trước nữa nha. Ngoài trước này thì mình còn thêm một phòng nữa nha anh chị. Đây đó, phòng ngủ ngoài cùng, à đây phòng ngủ ngoài cùng, đây nhìn thẳng ra view bên ngoài, có luôn nhà vệ sinh nha anh chị. Đây nhà vệ sinh phía bên đây, đây bồn cầu nguyên khối, vòi hoa sen lavabo đầy đủ cho mình luôn đó, tất cả các phòng ngủ đều có nhà vệ sinh bên trong nha. Đó một cái ban công dọc dài ha, xung quanh một cái cây mai ở ngoài này nữa nha anh chị, mai kiển nha. Đó dưới này thì ốp gạch sàn gỗ hết rồi, có thêm một cái cầu thang nữa để mà đi lên trên cái sân thượng bên trên đó nha anh chị. Rồi bây giờ cô chú anh chị còn ngủ tiến lên trên luôn, phía trên đây nha anh chị, thì có một cái ban công cái sân thượng nhỏ nhỏ như thế này nha, mình trồng kiển để mà mình lên mình chăm sóc thôi, để cho mặt ngoài nó đẹp ha anh chị ha. Rồi bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Chị ơi, một căn nhà với diện tích mặt tiền ngang 8m nha, dài 22m, gần với chợ Bình Chánh nha anh chị, với 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh. Đó, có xăng để đậu, có gara để đậu ô tô luôn, gần với chợ Bình Chánh nha. Cô chú anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi cho Thành Vũ nha, và căn nhà mình đã hoàn công và với giá tổng của căn nhà là 3.600 tỷ, giá trên còn thương lượng và bất lọc cho cô chú anh chị đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.